Xin chào các khán giả yêu đồng hồ của Gia Bảo Luxury. Trong video ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ giới thiệu tới mọi người về đồng hồ Rolex Datejust và những sự lựa chọn đa dạng về kích thước. Như chúng ta đã biết thì với việc sử dụng màu sắc, kim loại cùng với dây đeo đa dạng thì Datejust đang là bộ sưu tập có nhiều biến thể nhất trong đại gia đình đồng hồ Rolex. Do đó cũng không mấy ngạc nhiên khi mà Rolex Datejust là bộ sưu tập có nhiều kích thước nhất. Và ngay bây giờ thì hãy cùng chúng tôi điểm qua những kích thước đồng hồ Datejust phù hợp với bạn nhất nhé. Đầu tiên, Rolex Datejust 26mm. Đường kính 26mm là lựa chọn nhỏ nhất của đồng hồ Datejust đã được Rolex sản xuất. Dòng Datejust 26mm thì không còn trong catalog hiện thời của thương hiệu, do đó bạn chỉ có thể tìm mua tại thị trường thứ cấp. Không còn lựa chọn đồng hồ Rolex nào nhỏ hơn 26mm. Và trong dòng Datejust 26mm thì bạn có thể tìm thấy những phiên bản thép không gỉ cho đến vàng khối có nạm kim cương. Lựa chọn kích cỡ thứ hai khá phổ biến đó là Rolex Datejust 28mm. Datejust 28mm hiện thời đang nằm trong bộ sưu tập Lady Datejust của thương hiệu Rolex. Dòng 26mm cổ điển đã đứng vững trong nhiều thập kỷ, được thay thế bởi Datejust 28mm bởi xu thế hướng đến những chiếc đồng hồ lớn hơn của cả thời đại. Và với riêng dòng Datejust 28mm thì có rất nhiều sự lựa chọn tương tự Datejust 26mm, từ những model demi cho tới vàng nguyên khối. Vậy còn Rolex Datejust 31mm thì sao? Đây có lẽ là dòng đồng hồ phổ biến hơn hai dòng đã được Gia Bảo Luxury giới thiệu ở vừa rồi. Những phiên bản Datejust mid-size, size giữa này xuất hiện với kiểu dáng mang tính unisex đi kèm với mặt số và các chi tiết mà cả nam lẫn nữ đều có thể đeo được. Bởi vẻ ngoài trung tính, những mẫu đồng hồ Datejust 31mm hiện thời đều thuộc bộ sưu tập Datejust như trên website hãng. Tuy nhiên, vẫn còn khá nhiều model nghiêng về thị hiếu của nữ giới với vành bezel và mặt số màu vàng hồng mềm mại như là mẫu Rolex 178341. Lựa chọn thứ tư, Rolex Datejust 34mm. Phiên bản đồng hồ 34mm của Datejust thực tế được biết đến với tên gọi là Rolex Date. Nhìn ở mọi khía cạnh thì Rolex Date trông như một chiếc Datejust thông thường, đều có ô cửa sổ báo ngày nằm ở bên dưới kính Cyclops phóng đại, bộ máy tự động và vỏ Oyster. Điểm khác nhau giữa Rolex Date 34 và Datejust 36 chính là ở kích thước, nhỏ hơn một chút. Giờ đây thì bạn chỉ có thể tìm thấy Rolex Date 34mm tại thị trường thứ cấp mà thôi. Và tiếp theo chúng ta cũng có thể lựa chọn Rolex Datejust 36mm. Mẫu đồng hồ Datejust đầu tiên có kích thước 36mm và kích thước này đã duy trì cho tới thời điểm hiện tại. Datejust 36 là dòng phổ biến nhất trong cả bộ sưu tập mà cả nam và nữ có thể đeo được. Với nam giới thì Datejust 36mm mang vẻ đẹp cổ điển, còn với nữ giới thì chiếc đồng hồ lại thể hiện được sự cá tính và hấp dẫn. Bởi vì là dòng đồng hồ xuất hiện liên tục nên là có rất là nhiều mẫu đồng hồ Datejust vintage trên thị trường. Còn với giá bán retail thì Rolex cũng đã cung cấp những sự lựa chọn đa dạng có thể làm hài lòng tất cả những vị khách nào khó tính nhất. Lựa chọn cuối cùng có thể nhắc đến đó là Rolex Datejust 41mm. Đây là dòng đồng hồ có kích thước lớn nhất trong cả bộ sưu tập hiện thời. Rolex tung ra đồng hồ Datejust 41 thay thế cho Datejust 2. Mẫu Datejust 2 thì cũng có đường kính 41mm đã thỏa mãn nhu cầu mong muốn một chiếc đồng hồ Rolex cỡ lớn, được giới thiệu kể từ năm 2009. Datejust 41 cũng có kích thước tương tự nhưng với tỷ lệ khác. Ngày nay thì Datejust 41 là một trong những mẫu đồng hồ có kích thước hoàn hảo nhất, được rất nhiều nam giới lựa chọn bởi kiểu dáng classic nhưng lại mang đến cảm giác hiện đại về mặt kích thước. Với những hình ảnh và thông tin vừa rồi thì mong rằng các khán giả của Gia Bảo Luxury sẽ lựa chọn cho mình được một kích thước phù hợp nhất khi yêu mến một chiếc đồng hồ Rolex Datejust. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.